Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 5 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 của tuổi Mùi. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch của tuổi Mùi chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Chúc các bạn! Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 5 năm 2021 âm lịch, người tuổi mùi có thể sẽ khá vất vả để giữ cho mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình dù vẫn có các tinh nâng đỡ nhưng tiến triển chưa thực sự rõ ràng bạn đừng quá phụ thuộc vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác vì quan trọng nhất vẫn là bạn phải chủ động tìm cơ hội cho mình hơn nữa khi bạn tự mình giải quyết các khó khăn thì bạn mới thấy mình trưởng thành hơn tự tin hơn tháng này nguyện lệnh đi vào đất mộ cho thấy những sai lầm cũ vẫn có thể lặp lại khi con giáp tuổi mùi không chịu rút kinh nghiệm lúc này bạn chẳng oán thán được ai vì mọi lỗi lầm là do chính bạn gây ra mà thôi. Có thể bạn đang sao nhãng vì những chuyện như mải yêu đương mà không lo làm ăn nên kết quả mới thành ra thế này đấy. Nhưng nếu bạn sớm nghiêm túc chỉnh đốn bản thân thì có thể cứu vãn được tình hình sớm đấy. tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, cơ hội kiếm tiền của con giáp tuổi mùi tháng này đang rộng mở nên rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nhất là đối với những ai đang kinh doanh online. Thậm chí những ai đang kinh doanh truyền thống dần chuyển sang online cũng có lợi hơn trước rất nhiều bạn càng biết cách thích nghi càng tạo ra nhiều lợi nhuận chính tài mang tới nhiều vận may mà hiếm khi bạn có được quan trọng là bạn đủ khả năng nắm bắt hay không mà thôi thậm chí có người được người thân mách nước mà mua được nhà mua được thêm đất đai khi tiền bạc rủng rỉnh thì bạn cũng nên cố gắng gia tăng số tiền tiết kiệm chứ không phải là nghĩ cách tiêu xài hoang phí đâu nhé những cám dỗ của những món hàng giảm giá luôn khiến bạn dễ, sa ngã, do đó phải tỉnh táo đấy nhé. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tình duyên. Tháng này, vận trình tình duyên của người tuổi mùi khá phong phú thậm chí là phức tạp nếu bản mệnh không có ý định rõ ràng trong mối quan hệ mỗi lần định dứt khoát với ai đó bạn lại sợ làm người ta tổn thương cho nên lại cứ vướng vào những chuyện không đáng chuyện tình yêu cũng thăng hoa khi các con giáp tuổi mùi độc thân thu hút được nhiều đối tượng ưng ý càng có nhiều lựa chọn càng khiến bạn phải cân nhắc khá nhiều để chọn người phù hợp với mình dù sao bạn cũng không cần vội quyết định ai sẽ là người chung đôi với mình vì còn cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu, bản mệnh cũng đừng dễ dàng nhận lời hẹn hò với ai đó khi mà bạn chưa tìm hiểu kỹ vì đó cũng có thể là cái bẫy đấy nhé. Bách Việt chủ đào hoa mang lại cơ hội cho nhiều người thoát kiếp độc thân nhưng lại là mối họa cho những ai đang đã có gia đình nhưng vẫn có ý định hò hẹn, yêu đương thêm. Đừng vội hả hê vì sự tham lam của bạn sẽ sớm phải trả giá đấy nhé. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch nếu duy trì được thói quen thể thao lành mạnh thì con giáp tuổi mùi mới tránh được những rắc rối liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Vì thế, chỉ cần bạn lơ là một chút là thấy ngay những biểu hiện mệt mỏi, quể oải của cơ thể kéo đến. Thời tiết bước vào mùa hè nắng nóng, bản mệnh có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết, gặp các tình trạng đau nửa đầu hay viêm nhiệt miệng nhưng không quá nghiêm trọng. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên uống nhiều nước, chế độ ăn uống tăng cường rau củ. Ngoài ra, bạn cũng nên cố gắng duy trì chế độ tập luyện thể dục đều đặn, cố gắng đi bộ thường xuyên và không nên ngồi một chỗ quá lâu. Để giải tỏa stress thường ngày bạn có thể nghe bản nhạc nhẹ nhàng yêu thích nếu có thể nên học thêm yoga hoặc thiền vì chúng không chỉ giúp bạn tĩnh tâm mà có thể cải thiện rõ rệt tình trạng bệnh tình hiện tại của bạn đấy. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng năm âm lịch. 1. Ất mùi, thuộc mệnh kim, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quyết vận khí đi vào giai đoạn trì trệ quần quanh ở phạm vi hẹp quý nhân hợi mão tiểu nhân tuất thân màu sắc may mắn nâu vàng hai đinh mùi thuộc mệnh thủy nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết cần phải nỗ lực nhiều hơn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp quý nhân ngọ tỵ tiểu nhân thìn tuất màu sắc may mắn trắng xanh ba kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết nguồn thu chủ yếu từ công việc chính, nên tránh đầu tư mạo hiểm. Quý nhân, tỵ, hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. 4. Tân mùi, thuộc mệnh thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tình cảm tiến triển bình hòa, dễ rơi vào tình trạng nhạt nhòa, nhàm chán quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, tí, thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Năm. Quý mùi, thuộc mệnh mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Quý nhân, mão, tỵ tiểu nhân tất sử